Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2381 Đâu có, tôi dự định bay lên mà Mộ thanh khẽ gật đầu nói Mở trận pháp ra, tôi muốn đi lên Chị mộ thanh, chỉ có thể đi lên Nhưng người này phải ở lại đây Anh ta là người ngoài, không được phép đi lên Một người đàn ông gầy gò trong đám người bảo vệ trận pháp Chỉ vào đường tuấn, trầm giọng nói Mộ thanh sắc mặt hơi thay đổi Nói, Nguyên Nhật, anh ấy là khách quý mà tôi mời đến để tham gia khảo hạch tuyển chọn trưởng lão sảnh trong, có tư cách đi lên. Nguyên Nhật lắc đầu cười nói, thật xin lỗi, tôi không nhận được thông báo này. Vẻ mặt mộ thanh trầm xuống. Về phần ngoại lệ cho phép Đường Tuấn tham gia kiểm tra đánh giá tuyển chọn trưởng lão sảnh trong, chỉ có cung chủ và một ít trưởng lão sảnh trong mới biết, những người này làm sao có thể biết được. Nhưng mộ thanh là thánh nữ, cho nên cô ấy vẫn có tư cách đưa người tới độc cô cung, Nguyên Nhật trước mặt là cố ý đối đầu với cô ấy. Audio điện tử võ tấn bền. Nguyên Nhật lúc này mới nhìn đường Tuấn, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nói chị Mộ Thanh, không biết anh ta có tham gia kiểm tra đánh giá tuyển chọn trưởng lão sảnh trong hay không thì tôi không biết. Nhưng người này muốn tham gia tuyển chọn trưởng lão sảnh trong, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới hợp thể. Cảnh giới hợp thể có thể bay, cần gì phải đi qua trận pháp mới lên điện được. Trận pháp này mỗi lần khởi động cũng cần tốn không ít linh thạch, chỉ mộ thanh thân là thánh nữ của độc cô cung, tương lai còn sẽ cai quản độc cô cung, ý thức tiết kiệm này mà cũng không có sao. Cậu Mộ thanh vốn không thích nói chuyện, cũng chưa từng có mâu thuẫn như thế này, nhất thời không biết nên nói cái gì. Sắc mặt mộ thanh u ám, Nguyên Nhật biết rõ đường Tuấn chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần, để đường Tuấn bay lên, cái này hoàn toàn chính là kiếm chuyện và diễu cợt chẳng lẽ chị muốn ra tay với tôi à nhìn thấy vẻ mặt của mộ thanh nguyên nhật cười nhẹ nhún vai nói đương nhiên tôi không phải là đối thủ của chị nhưng nếu chị muốn vì một gã đàn ông mà ra tay với đồng môn tôi cũng không có gì để nói nhưng nếu chuyện này lọt ra ngoài danh tiếng của đầu cô cung và chị chị có từng suy xét qua chưa vài câu nói của cậu ta trực tiếp chặn đứng suy nghĩ muốn cưỡng chế dẫn người đi vào của mộ thanh nguyên nhật nhìn đường tuấn cười nói trưởng lão sảnh trong tương lai thật ngại quá tôi chỉ là theo quy tắc mà làm thôi ngài hẳn là sẽ không trách tôi chứ nếu không thì thế này đi ngài hãy ở đây chờ nửa tháng đến lúc đó việc tuyển chọn các trưởng lão của sảnh ngoài cũng đã bắt đầu ngài có thể cùng với bọn họ đi lên trên điện ngoài miệng thì bảo ngại nhưng trên vẻ mặt thì rõ ràng là đang chế diếu đường tuấn nói với mộ thanh bọn họ chỉ làm theo quy định mà thôi cô đừng làm họ khó xử mộ thanh nói anh dược anh thật sự muốn ở đây đợi nửa tháng sao nguyên nhật nói chị mộ thanh đây là do chính anh ta lựa chọn chị cũng đừng ý kiến ý cò mộ thanh hung hăng chừng mắt nhìn nguyên nhật trong lòng đã hiểu tại sao lại nhắm vào đường tuấn rồi chỉ có nguyên vĩnh phát người đứng đầu trong thế hệ trẻ của gia tộc nhân vương mới có thể khiến cho nguyên nhật làm như vậy đường tuấn lắc đầu nhìn lên trên nói đâu có tôi dự định bay lên mà vừa dứt lời, đám người Nguyên Nhật cùng mộ Thanh đồng thời sững sốt. Chương 2382 lại là một người nữa nhà họ Nguyên. Đặc biệt là Nguyên Nhật, sự mỉa mai trong mắt cậu ta lại càng không che giấu chút nào. Những gì cậu ta nói vừa rồi là cố ý chế giễu, nhưng anh chàng này vậy mà lại tưởng thật. Một tên cảnh giới hóa thần lại thực sự muốn bay trong phạm vi độc cô cung. Anh dược. Ngay lúc Mộ Thanh đang định thuyết phục anh Ai ngờ cô còn chưa kịp nói xong đã cảm thấy bàn tay mình bị nắm lấy, thân thể nhẹ đi, cả người bay lên trên. Đường Tuấn kéo cô bay lên. Mộ thanh sừng sốt, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng thành màu trái táo. Đường Tuấn nắm lấy tay cô ấy, một cảm giác vô cùng ấm áp chưa từng có từ lòng bàn tay anh truyền đến, cảm giác đó có ma lực kỳ lạ khiến cả cánh tay cô ấy dường như đông cứng lại, tim đập loạn xạ. Thậm chí cô ấy còn quên mất mình có thể bay, tùy ý để đường Tuấn kéo cô ấy bay lên. Nguyên Nhật và những người khác ở dưới nhìn lên, ánh mắt đầy vẻ không tin, miệng há to. Người này vậy mà thực sự có thể bay. Lúc này, ở một đảo nhỏ trong cung điện, Nguyên Vĩnh Phát nhìn đường xương và mộ thanh bay lên, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi. Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của mộ thanh, anh ta tức giận đến nỗi pháp lực gần như bắn ra, trong lòng rất muốn giết người. Con khốn, nguyên vĩnh phát hung ác nói anh ta nhìn chằm chằm đường tuấn trong mắt dần dần hiện lên sát ý so với mộ thanh anh ta càng ghét đường tuấn hơn chỉ là một tên cảnh giới hóa thần mà thôi lại có thể vọng tưởng trở thành trưởng lão sảnh trong của độc cô cung thần bí tao sẽ để cho mày biết trèo cao thì té đau như thế nào để cho mày nhớ thật kỹ rồi sau đó tuyệt vọng rời đi đôi mắt của nguyên vĩnh phát nheo lại đường tuấn đột nhiên ngẩng đầu nhìn đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Nguyên Vĩnh Phát. Mộ Thanh cũng nhìn thấy Nguyên Vĩnh Phát, đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ lo lắng. Trong lòng cô ấy chợt căng thẳng, có chút lo lắng cho Đường Tuấn. Có phải mình liên lụy đến anh dược rồi không? Mặc dù anh ấy có y thuật xuất sắc, nhưng về phương diện cảnh giới tu luyện thì kém hơn Nguyên Vĩnh Phát rất nhiều. Mình sợ anh ta sẽ nhắm vào anh ấy. Mộ Thanh không khỏi suy nghĩ. Trong lòng cô ấy chợt thấy hối hận mãi cho đến khi đường Tuấn đưa cô xuống mặt đất, mộ thanh mới hồi phục. Cô ấy nhanh chóng che giấu sự kỳ lạ trong lòng, nhẹ giọng nói, anh Tuấn, trước tiên tôi thu xếp chỗ ở cho anh. Khoảng hai ngày nữa sẽ tiến hành việc khảo hạch trưởng lão sảnh trong. Đường Tuấn gật đầu. Mộ thanh đưa đường Tuấn đến một dãy phòng độc cô cung đặc biệt dành cho khách bên ngoài, khi cô ấy hỏi đệ tử còn phòng không. Nữ đệ tử nói, chị Mộ Thanh đến không đúng lúc rồi, căn phòng cuối cùng vừa được sắp xếp xong vẻ mặt của mộ thanh trở nên lạnh lùng, cô ấy nói, làm sao có thể, độc cô cung chúng ta đủ sức chứa mấy nghìn người. Từ khi bắt đầu thành lập cho đến này còn chưa đầy thành viên, nguyên lệ, cô cho rằng tôi dễ lừa gạt à. Lại là một người nữa nhà họ Nguyên. Trong lòng đường Tuấn hơi động. chương 2383 tôi sẽ sắp xếp chỗ khác cho anh ở. Nguyên lệ chế nhạo nói, nhà họ Nguyên của chúng tôi không gan dạ như chị. Chị là thánh nữ, đại diện cho độc cô cung chúng ta, vậy mà lại cấu kết làm bậy với một người đàn ông xa lạ, cái này mới gọi là gan lớn. Sắc mặt mộ thanh tái nhợt, thân thể xinh đẹp khẽ run lên. Cô ấy đột nhiên mỉm cười nói với Đường Tuấn, anh Dược, đi thôi. Tôi sẽ sắp xếp chỗ khác cho anh ở. Nguyên lệ khó hiểu hỏi, chỉ mộ thanh, trong độc cô cung đâu còn phòng trống. Mộ thanh nói, ai nói không có. Trong cung điện của tôi có rất nhiều phòng, và chúng đều trống, sao không thể để anh dược vào ở. Nói xong, mộ thanh mang theo đường Tuấn, xoay người rời đi. Nguyên lệ xứng người tại chỗ, đầu óc quay cuồng. Một lúc sau, cô ta tức giận mắng mỏ, đồ lăng loàn, nếu như tên đó thật sự vào ở trong chỗ chị ta, vậy sau này cho dù anh vĩnh phát kết hôn với chị ta, chẳng phải là đi lại đôi giày đã rách của người khác à. Chuyện này nhất định không bao giờ xảy ra. Cô ta muốn làm cho mộ thanh mất mặt, không ngờ mộ thanh sẽ dùng cách như vậy, ngược lại làm cho cô ta có chút lúng ta lúng túng. Mộ thanh là thánh nữ của độc cô cung, đương nhiên cô ấy có một nơi ở riêng. Chỉ là cô ấy có tính cách lạnh lùng, rất ít người có thể vào được. Khi cô ấy đưa đường tuấn tiến vào trong đại sảnh, khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp voan mỏng hiện lên một vệt ửng hồng. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông bước vào nơi ở của cô ấy. Trong biện trang trí màu xanh lá cây nhạt, cho dù là rèm cửa, bàn ghế hay những đồ trang trí nhỏ khác cùng đều như thế dường như mộ thanh rất có tình cảm đối với màu sắc này anh dược trước mắt mấy ngày này anh ở đây nhé trên đường đi đã xảy ra rất nhiều chuyện anh dược có thể nghỉ ngơi một lát tôi đi trình diện thầy đã mộ thanh dịu dàng nói mặc dù mộ thanh biết nguyên lệ và những người khác đang nhắm vào cái gì nhưng cô ấy cũng không thể tránh được độc cô cung hôm nay nhìn có vẻ như là do thầy của cô ấy cai quản nhưng trên thực tế rất nhiều trưởng lão sảnh trong đều âm thầm làm việc riêng chuyện bằng mặt không bằng lòng vẫn thường xuyên xảy ra còn một số trưởng lão đại sảnh trong này thì lại dính dáng quá nhiều nếu ra tay rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến nền móng của độc cô cung thầy của cô ấy mặc dù là cung chủ nhưng rất cố kỵ đặc biệt là nhà họ nguyên của gia tộc nhân vương khuynh hướng trở thành đệ nhất thế gia ở độc cô cung nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng trong thời gian ngắn sẽ không phải là nhà họ nguyên của độc cô cung mà là Độc Cô cung của nhà họ Nguyên. Vào lúc này, tại một nơi trong Độc Cô cung. Nơi này là một hồ nước khổng lồ, với đủ loại kỳ hoa dị thảo mọc ở ven hồ, còn có các loại dị thú đi tới đi lui. Một ông già, râu tóc bạc trắng đang ngồi câu cá trên chiếc cầu đá ven hồ, khuôn mặt nhăn nhúm như vỏ cây khô, đôi mắt khẽ nhắm lại như đã chìm vào giấc ngủ. Nguyên Vĩnh phát đến gần bên hồ, dừng ở phía sau không xa ông lão, cung kính chào cụ tổ. Ừm, giọng nói mơ hồ của ông lão vang lên, nếu không cẩn thận nghe có lẽ sẽ không nghe được. Nguyên Vĩnh Phát nói, "Cụ tổ, mộ thanh mang về một người, nói là sẽ tham gia khảo hạch tuyển chọn trưởng lão sảnh trong." Ông ta khẽ mở mắt, nhìn về phía hồ nước trước mặt, nói "Tham gia thì tham gia, cũng không phải chuyện lớn." Trong số các trưởng lão sảnh trong, họ Nguyên của chúng ta chiếm 30%, cho dù có nhiều người nữa tham gia cũng chả ảnh hưởng gì đến tình hình chung cả chương 2384, đó là bởi vì tầm nhìn và lòng giả của cháu quá hạn hẹp. Nguyên Vĩnh Phát lắc đầu thắc mắc. Ông lão nói, đó là bởi vì tầm nhìn và lòng giả của cháu quá hạn hẹp. Ông lão chỉ vào hồ nước trước mặt và nói, nếu như trong lòng cháu có thể chứa được cái hồ này, thì cháu có thể nhìn được hồ của thế giới. Nếu trong lòng cháu có sông, núi, biển cả, thì cháu có thể thấy được sông, núi, biển cả trên thế giới cháu là đệ tử ưu tú nhất của nhà họ Nguyên chúng ta, có ưu thế hơn nhiều so với người thường. Đã như vậy thì cháu muốn làm gì thì làm chứ, cần gì phải bảo Nguyên Lệ dùng thủ đoạn còn con như thế, cháu làm cho ông thất vọng quá rồi. Nguyên Vĩnh Phát không dám phản bác, ông lão này chính là cụ tổ của nhà họ Nguyên, đồng thời cũng là trưởng lão sảnh trong độc cô cung, chỉ đứng sau cung chủ. Ông ta nói tiếp, nếu chúa thích mộ thanh thì lập tức đi mà theo đuổi nó cháu là con cháu của Nguyên bằng ta, được cháu để mắt đến là vinh hạnh cho nó rồi. Nếu như nó không chịu, vậy thì cháu buộc nó phải chịu, chứ đừng dở mấy trò trẻ con làm cho người khác chế giễu. Nguyên Vĩnh phát tưởng đâu cụ tổ sẽ khiển trách mình, nhưng khi nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm một hơi, trên mặt bất giác nở nụ cười. Anh ta gật đầu nói, cụ tổ dậy rất phải ạ. À, tầm nhìn của cháu hạn hẹp quá rồi. Ông ta vui mừng nói, cháu hiểu được là tốt rồi. Về người việc tuyển chọn trưởng lão sảnh trong, hai ngày qua ta có nghe được một chuyện thế này. Anh ta tâm phúc của Ly Thanh Tâm, mà Ly Thanh Trần gần như đã được xác định là thần đế nhiệm kỳ kế tiếp. Vì vậy, khi giải quyết sự việc, cháu nhất định phải nắm chắc và có chừng có mực nhé." Nguyên Vĩnh Phát nói, "Cụ tổ yên tâm đi, cháu chắc chắn sẽ làm rất sạch sẽ, để thần không biết, quỷ không hay." Ông ta nói, "Năng lực hiểu biết của cháu tốt, cố gắng chăm chỉ tu luyện vào." mau mau tiến vào hàng cấp 7. Trong lòng Nguyên Vĩnh phát thở dài. Sao anh ta không muốn bước lên hạng 7 càng sớm càng tốt chứ? Nhưng trở thành bác sĩ cấp 7 khó hơn nhiều so với luyện thức thứ hai đồ ngư long đao. Luyện thành thức thứ hai đồ ngư long đao anh ta còn có tự tin, nhưng còn bác sĩ cấp 7 thì anh không tự tin chút nào cả. Trước đây nhà họ Nguyên cũng xuất hiện một số thiên tài không thua kém gì hắn, nhưng phần lớn những người đó cả đời đều bị kẹt ở ngưỡng cửa bậc 7 cấp độ thứ sáu là nghiên cứu linh hồn, còn cấp độ thứ bảy là phân tích và nghiên cứu sâu hơn những bí ẩn của linh hồn. Một số bác sĩ cấp 7 giỏi thậm chí có thể chia linh hồn thành nhiều phần mà không làm tổn hại đến bản nguyên của linh hồn, do đó có thể tu luyện kỹ thuật phân chia. Mà toàn bộ độc cô cung chỉ có ba bác sĩ cấp 7 mà thôi. Điều này cho thấy việc trở thành một bác sĩ cấp 7 khó khăn như thế nào. Chỉ cần anh ta tu luyện đồ ngư long đao đến được thức thứ ba, thì coi như là bác sĩ cấp 7 sơ cấp rồi được rồi cháu đi đi vị bác sĩ tên dược đường này nhiều nhất chỉ là cấp dưới của ly thanh trần mà thôi cho dù về thân phận hay thực lực cũng không thể so với cháu mộ thanh có lẽ mới biết yêu nên bị anh ta mê hoặc chỉ cần cháu để cho mộ thanh hiểu được khoảng cách giữa anh ta và cháu tự nhiên con bé sẽ từ bỏ hắn ông lão khoát tay thản nhiên nói lúc này nguyên vĩnh phát mới xoay người và rời đi trong cung điện của mộ thanh đường tuấn đang lật dở một cuốn sách trên bàn Cuốn sách này có tên là Đồ Ngư Long, nội dung trong đó vậy mà là sự kết hợp giữa tu luyện và y thuật. Đường Tuấn chỉ nhìn lướt qua đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Nội dung được ghi trong Đồ Ngư Long này chỉ đơn giản là mở ra cho Đường Tuấn cánh cửa đến một thế giới khác. Hóa ra sức mạnh của linh hồn có thể được sử dụng theo cách này. Nếu linh hồn hoàn chỉnh bị chia thành nhiều phần, sức mạnh bùng nổ còn mạnh hơn so với linh hồn hoàn chỉnh. Đường Nghiêu nhìn Đồ Ngư Long nhất thời trong lòng nổi lên các loại cảm hứng. Trong quá trình nghiên cứu đồ ngư long, sự hiểu biết của anh về bí ẩn linh hồn cũng không ngừng được nâng cao. chương 2385 rõ ràng đây là thức thứ nhất của đồ ngư long. Cuối cùng, đường Tuấn quên mất mình đang ở trong cung của mộ thanh. Anh thậm chí còn lấy cây kim bạc từ chiếc nhẫn không gian ra, thử nghiệm nó theo trí tưởng tượng của riêng mình và những ghi chép trong đồ ngư long. Trong cung điện, chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên trong khoảng không, lúc trái lúc phải. Tốc độ của kim bạc rất nhanh, quỹ đạo dường như trở thành một sợi chỉ bạc. Hàng chục, hàng trăm sợi bạc được xếp dày đặc, tạo cho người ta cảm giác lóa mắt khiến người ta không nhịn được bị mê hoặc. Đường Nhiêu đã quên mất tất cả, trong mắt chỉ có đồ ngư long thậm chí mộ thanh bước vào cung cũng không biết. Đó là đồ ngư long. Mộ thanh vừa bước vào cung điện, đã nhìn thấy những sợi chỉ bạc bản thân cô ấy là một người tu luyện đồ ngư long chỉ cần nhìn sơ qua là cô ấy có thể nhìn ra nguồn gốc của những sợi bạc này sao tôi có thể bất cẩn đến mức quên cất đồ ngư long đi chứ mộ thanh tự trách mình bình thường trong cung điện chỉ có một mình cô ấy vì vậy đa số mấy quyển bí tịch tu luyện đều là thuận tay mà đặt cũng không có cất vào không gian chiếc nhẫn gạch chéo ngược không phải cô trách đường tuấn còn chưa được sự đồng ý của cô mà học bậy học bạ mà là do cô lo lắng cho sự an toàn của anh. Mặc dù Đồ Ngư Long không phải là bí tịch cao thâm nhất độc cô cung, nhưng nó cũng là một trong những cuốn sách khó nhất. Trong đó có rất nhiều chỗ huyền ảo và khó hiểu, liên quan đến linh hồn, nếu không có người chỉ bảo không cẩn thận thì linh hồn sẽ bị vỡ nát. Mộ Thanh lo lắng nói. Trước đây Mộ Thanh học Đồ Ngư Long đều là dưới sự chỉ bảo của thầy cô ấy, đến giờ chỉ có thể thi triển được thức thứ hai, còn về thức thứ ba, cho đến nay cô vẫn không luyện thành được. Nhưng sau đó sắc mặt của mộ thanh lại thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khóe miệng khẽ mở, thất thanh nói, anh dược vậy mà luyện thành thức thứ nhất rồi. Audio điện tử võ tấn bền Chỉ thấy vệt sáng màu bạc trước mặt đường như mơ hồ tạo thành hình một con cá. Rõ ràng đây là thức thứ nhất của đồ ngư long. Mộ thanh sững sờ bản thân cô ấy cũng được coi như là một thiên tài, mà phải mất 3 tháng để luyện thành thức thứ nhất, hơn nữa còn phải có sự hướng dẫn của người khác. Từ lúc tôi đi rồi về chỉ mất có nửa canh giờ, vậy mà anh, mộ thanh khiếp sợ, lời nói trở nên có chút không được trơn chu. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của cô ấy vẫn chưa kết thúc, cô ấy nhìn thấy quỹ đạo ánh sáng bạc trước mặt đường Tuấn lại thay đổi, vẫn là hình con cá, nhưng vảy cá giống như càng thêm chân thật, giống y như thật, còn sáng lấp lánh ánh bạc thức thứ hai của đồ ngư long vẩy cá thân thể mộ thanh khẽ run lên thức thứ hai của đồ ngư long cứ như vậy luyện thành trong khi trước đâu cô phải mất gần hai năm mới có thể chạm đến thức thứ hai nhưng mà cô ấy vừa dứt lời đường chỉ bạc lại thay đổi thân cá từng chút thay đổi cuối cùng quỹ đạo chỉ bạc tạo thành hình rồng thức thứ ba của đồ ngư long cá hóa rồng trong đôi mắt xinh đẹp của mộ thanh chỉ có sự kinh ngạc và hoảng sự cho tới giờ cô ấy còn chưa thi triển được thức thứ ba, cũng chỉ được xem qua nó một vài lần ở chỗ thầy mà thôi. Lúc này mới được bao lâu chứ, chỉ mới nửa canh giờ thôi đó, thế mà người ta lại có thể luyện xong ba thức của đồ ngư long. Thành tích như thế này là duy nhất ở trong lịch sử của độc cô cung. chương 2386, không thành vấn đề. Lần đầu tiên, mộ thanh cảm thấy có chút tự ti, khóe miệng cười khổ, cô ấy không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, so với anh dược, mình làm gì có cửa được tính là thiên tài. May mà đường Tuấn thi triển xong thức thứ ba của đồ ngư long thì dừng lại, không có tiếp tục nữa. Mộ thanh lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, ít nhất cô ấy không lần nào luyện tới thức thứ tư, nếu không cô ấy thật sự bị đả kích cho thương tích đầy mình rồi. Mà lúc bấy giờ đường Tuấn mới thở dài, thầm nghĩ, không ngờ thức thứ tư lại phiền phức như vậy. Tuy rằng mình đã ngộ ra, nhưng e rằng không thể dùng kim bạc bình thường để thi triển được anh lúc này cũng nhìn thấy mộ thanh, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng. Dù sao còn chưa được cho phép đã tự tiện lật sách của người ta, đúng là có hơi bất lịch sự. Anh nói lời xin lỗi, cô mộ thanh, tôi thực sự xin lỗi. Vừa rồi tôi vô tình nhìn thấy cuốn sách này, đúng lúc có chỗ hiểu, cho nên không thể dừng lại được. Vốn tích lũy trước đây của anh quá lợi hại, lại là lần đầu tiên anh nhìn thấy loại bí tích như đồ ngư long, cho nên mới lập tức luyện thành xong ba thức cùng một lúc. Mộ thanh lắc đầu nói, thiên phú của anh dược thật sự rất đáng kinh ngạc. Mặc dù đồ ngư long là bí truyền của độc cô cung, nhưng anh dược đây chỉ cần trở thành trưởng lão sảnh trong, bằng thiên phú của anh có thể giống như vậy mà tu luyện. Có điều trước khi trở thành trưởng lão sảnh trong, tốt hơn hết anh không nên thi triển đồ ngư long, tránh gây ra một số rắc rối không cần thiết. Cô ấy ngập ngừng một chút, rồi hỏi, anh dược có từng thi vào hiệp hội bác sĩ không? Đường Tuấn xấu hổ nói, không có. Thẻ bác sĩ cấp 1 trên người tôi là do một người bạn cấp cho. Về phần kiểm tra của Hiệp hội Bác sĩ, tôi chưa tham gia. Để giảm bớt khối lượng công việc của Hiệp hội Bác sĩ, Hiệp hội Bác sĩ sẽ giao một số quyền hạn cho các hệ phái y tế khác tùy theo tình hình. Chẳng hạn như Trung tâm Y tế Thiên Phương có tư cách cấp bằng bác sĩ cấp 1, mà một thánh địa như đầu cô cung có thể cấp bằng bác sĩ cấp 6. Bác sĩ cấp 1 Mặc dù đã biết chuyện này từ lâu, nhưng nghe Đường Tuấn nói lời này, Mộ Thanh vẫn cảm thấy rất kỳ quái, đây có lẽ là bác sĩ cấp một mạnh nhất trong lịch sử cũng nên. Nếu anh Dược rảnh rỗi, anh có thể đến hiệp hội bác sĩ để thi thử. Tôi nghĩ anh Dược có thể đạt đến cấp 7 đấy. Mộ Thanh chậm rãi nói. Từ cấp 6 đến cấp 7 chủ yếu là về phân tích và hiểu biết về linh hồn, các kỹ năng y thuật chỉ là thứ yếu. Chỉ cần có thể luyện thành thức thứ ba của đồ ngư long thì hiểu biết về linh hồn đã đạt tới cấp bậc 7 rồi. Về y thuật, tuy rằng mộ thanh quen biết đường Tuấn không bao lâu, nhưng cô ấy chưa từng nghi ngờ điểm này. Cấp 7 à, đường Nhiêu gật đầu, tò mò về hiệp hội bác sĩ. À đúng rồi, anh Dược, chúng ta một lát nữa sẽ mở tiệc chiêu đãi các đệ tử trẻ tuổi của độc cô cung. Thầy yêu cầu tôi dẫn anh theo, nói là để cho làm làm quen một chút với họ. Mộ thanh bỗng nhiên nói. Đường Tuấn gật đầu nói, không thành vấn đề. Ha ha ha, cuối cùng thì mình cũng đột phá rồi, mình đã luyện được thức thức hai vảy cá của đồ ngư long rồi. Lúc này, trong cung điện nơi Nguyên Vĩnh phát ở, một giọng nói đột nhiên vang lên đầy khoái ý. Trong cung điện, Nguyên Lệ và một số người trẻ tuổi của nhà họ Nguyên hướng Nguyên Vĩnh phát nói, chúc mừng anh phát đã luyện thành công thức thứ hai của đồ ngư long. Ở độc cô cung chỉ trị mộ thơ na là luyện thành thức thứ hai, bây giờ lại có thêm một người nữa là anh Phát rồi chương 2387 Thánh Nữ Mộ Thanh đến rồi. Có anh Phát ở đây, nhà họ Nguyên chúng ta sẽ có thể trấn áp những gia tộc khác. Đúng lúc tối nay độc cô cùng chúng ta có tổ chức tiệc cho các đệ tử trẻ, đến lúc đó, nói chuyện này ra cũng đủ khiến cho đệ tử của các gia tộc khác kinh sợ rồi. Nguyên Lệ và những người khác lần lượt phát biểu ý kiến. Nguyên Vĩnh Phát ở một bên lắng nghe, giữa hai lông mày lộ ra vẻ tự mãn không cách nào che giấu được. Cổ Tổ nói không sai, mình nên nhìn xa hơn. Với thực lực hiện tại và tài năng mà mình đã thể hiện, xem ra ở toàn bộ tinh vực Chu Tước, mình đứng thứ hai không ai dám giành thứ nhất. Mộ Thanh, tôi sẽ để cho cô hiểu rằng, chỉ có Nguyên Vĩnh Phát tôi mới xứng đáng với cô. Còn về phần thằng đàn ông mà cô mang về, chẳng bao lâu nữa cô sẽ biết sự khác biệt giữa anh ta và tôi là như thế nào. Trong lòng Nguyên Vĩnh Phát vô cùng đắc ý, rất kỳ vọng vào bữa tiệc tối nay anh ta rất muốn xem biểu hiện của mộ thanh khi biết anh ta đã luyện thành thức thứ hai, còn có cái người tên là Dược Đường kia so với anh ta cũng không thể ngẩng đầu lên được. Cân nhắc hầu hết đệ tử đều không đạt tới cảnh giới hợp thể, lần này độc cô cung chọn địa điểm tổ chức tiệc cho các đệ tử là ở một trấn nhỏ bên dưới cung điện trên đảo. Tuy là một thị trấn nhỏ, nhưng nó có bán kính hàng chục cây em. Có điều, khoảng cách này không là gì đối với các đệ tử của thánh địa, thậm chí một số còn không thể thi triển được anh dược trấn sơn long này là nơi các đệ tử độc cô cung chúng tôi thường tụ tập pha giao lưu với nhau đấy mộ thanh dẫn đường tuấn vào một thị trấn nhỏ hai người sánh bước bên nhau thu hút sự chú ý của rất nhiều đệ tử của độc cô cung chị thu linh nhìn thấy một cô gái mộ thanh vội vàng chủ động chào hỏi có thể khiến cho mộ thanh luôn lạnh lùng cư xử như vậy cô gái này chắc hẳn có một mối quan hệ tốt với mộ thanh không ngờ cô gái tên Thu Linh chỉ lạnh lùng nhìn mộ thanh một cái, hư một tiếng, rồi bỏ đi mà không hề có ý định đáp lại lời chào của mộ thanh. Cậu thấy không, thánh nữ mộ thanh đến rồi. Chị ta hiện tại có tư cách gì để trở thành thánh nữ của độc cô cung chúng ta hả, lại dám thực sự mang một người đàn ông từ bên ngoài trở về. Tôi còn nghe nói rằng vì để cho độc cô cung chúng ta bảo vệ người đàn ông của mình, chị ta còn chơi chẽn tiến cử người đó làm trưởng lão sảnh trong nữa chứ. Còn có chuyện như vậy sao? Trước đây tôi còn tưởng là do y thuật của người đó rất giỏi, cho nên cung chủ mới cho bọn họ ngoại lệ. Dẹp đi, độc cô cung ở tinh vực Chu Tước cũng có mấy trăm nghìn năm lịch sử rồi, chưa từng thấy bác sĩ giỏi nào, nhưng không ai có ngoại lệ cả. Nếu nói chị ta không sử dụng đặc quyền của thánh nữ, thì tôi không tin đâu. Thì ra là như vậy, thảo nào ngày cả thu linh, bạn tốt của chị ta cũng không quan tâm đến chị ta. Đáng đời chị ta xung quanh vang lên nhiều giọng nói bán tán dị nghị nhiều người trong số họ còn nói rất khó nghe bọn họ hạ giọng nói nhưng căn cứ tu vi của mộ thanh làm sao có thể không nghe thấy họ cố ý muốn nói cho mộ thanh nghe sắc mặt mộ thanh có chút mất tự nhiên cô ấy nhìn bóng lưng của thu linh cắn chặt môi lẩm bẩm nói không phải như thế không phải như thế vẻ mặt cô ấy càng thêm kiên quyết nói anh dược tôi phải giải thích rõ ràng chuyện này với họ Tôi mang tiếng là chuyện nhỏ, nhưng anh khảo hạch trưởng lão sảnh trong chỉ có một lần, không thể có bất kỳ vấn đề gì xảy ra được. Nói xong, cô ấy đi về phía một nhóm đệ tử ở độc cô cung. chương 2388 thu linh tôi, không có một người bạn như cô. Đường Tuấn còn không có kịp ngăn cản, trong lòng thở dài. Mộ thanh còn có tấm lòng nhân hậu, bằng không, với uy quyền của thánh nữ, đám đệ tử này làm sao dám đích thân ở trước mặt cô ấy nói ra những lời như vậy nhìn thấy mộ thanh đến, một đám đệ tử độc cô cung cười lạnh, chuẩn bị rời đi. Đứng lại, mộ thanh quát lên. Nhóm đệ tử bị quát một tiếng như vậy, tuy rằng bước chân dừng lại, nhưng trên mặt hầu hết đều lộ ra vẻ diễu cợt, nói đùa wow, thánh nữ thật là uy phong nha. Lần này dẫn theo một người đàn ông trở về, còn muốn ra vẻ ở trước mặt anh ta nữa hả? Mộ thanh nói, chuyện không phải như các người nghĩ, tôi có thể giải thích mười mấy đệ tử của độc cô cung đều lắc đầu cười khẩy chị là thánh nữ muốn nói thể nào cũng được chị rảnh nhưng chúng tôi thì không rảnh đâu ha nói xong mọi người xoay người rời đi mộ thanh vội vàng tiến lên nắm lấy cổ tay của cô gái tên thu linh vội vàng nói thu linh cô là bạn của tôi lẽ nào cô cũng không tin tôi sao đôi mắt sáng của thu linh khẽ run lên trong lòng có chút không nỡ nói tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy ánh mắt cô rơi vào đường Tuấn, lộ ra một chút lạnh lùng. Mộ Thanh giật mình nói, anh Dược và tôi không phải như cô nghĩ. Nghe thấy Mộ Thanh vẫn đang nói lời này, giọng nói của Thu Linh đột nhiên trở nên thêm vài phần lạnh lùng, một chút không nỡ trước đó biến mất không còn tâm tích, trầm giọng nói, Mộ Thanh, cô làm tôi thất vọng quá rồi, uổng công độc cô cung bồi dưỡng cô nhiều năm như vậy. Tôi vẫn luôn cho rằng cô biết trách nhiệm của mình, không ngờ cô lại làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Ngay tôi là bạn cô cũng cảm thấy xấu hổ. Thu Linh nhìn chầm chầm vào mộ thanh, nói tôi sẽ cho cô một sự lựa. Chỉ cần cô với anh ta xóa sạch quan hệ, thì cô vẫn là thánh nữ của đầu cô cung, vẫn là bạn tốt của Thu Linh này. Ánh mắt mộ thanh run lên, nhất thời không nói nên lời. Người khác nói cô ấy như thế nào cũng được, nhưng Thu Linh là bạn của cô ấy, vậy mà cũng có thể nói những lời như vậy. Mộ thanh hít một hơi thật sâu, nói Thu Linh, y thuật của anh dược thật sự rất giỏi, đợi lát nữa cô sẽ rõ câm miệng thu linh trực tiếp ngắt lời mộ thanh ánh mắt lạnh lùng nói mộ thanh tôi đã cho cô một cơ hội không ngờ cô lại không biết trân trọng cô đã làm tôi thất vọng quá nhiều cô ta xoay người rời đi giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn thu linh tôi không có một người bạn như cô mộ thanh xứng sờ tại chỗ thân thể mềm mại khẽ run lên nhất thời không nói nên lời một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mộ thanh mang đến cho cô cảm vô cùng giác an toàn. Mộ thanh quay đầu lại nhìn sắc mặt của đường Tuấn, giọng nói khiến người nghe rất không đành lòng, anh dược, bọn họ. Chỉ là một vài từ đơn giản, mộ thanh dường như muốn khóc rồi. chương 2389 không lẽ anh đã luyện thành rồi à? Hai tay đường Tuấn nắm lấy vai cô ấy, cúi đầu nhìn cô ấy, nói, mộ thanh, dù là tu luyện hay y thuật, tu tâm đều là một phần cực kỳ quan trọng. Làm chuyện cô phải làm, Kiên định vững vàng, không cần lo người khác nói gì. Anh dược. Giọng của mộ thanh vẫn còn nghẹn ngào, nhưng khi nhìn vào mắt đường tuấn, cô ấy lại cảm thấy an tâm chưa từng có. Cô ấy nặng nề gật đầu nói, mộ thanh hiểu rồi. Thu Linh, vốn dĩ tôi còn lo lắng chị và mộ thanh là bạn với nhau nên sẽ bị chị ta làm cho mở mắt. Bây giờ xem ra cô thông minh hơn tôi tưởng nhiều. Một đám đệ tử độc cô cung rời đi, Thu Linh cùng một thanh niên sắc mặt sám trắng mặc áo choàng đen đi phía trước lúc này vẻ mặt người đàn ông trẻ tuổi nhìn ngẫm đối với với thu linh nói thu linh hừ lạnh một tiếng nói mộ thanh cô ấy không biết xấu hổ nhưng thu linh tôi còn cần thể diện nha thanh niên áo đen cười nhẹ nói kha kha nếu như mộ thanh bị phế bỏ thân phận thánh nữ nói không chừng lúc đó cô có thể thay thế chị ta rồi cũng nên thu linh khẽ nắm chặt tay ánh mắt có chút hưng phấn Cô ta đứng thứ hai trong số các nữ đệ tử đương thời của Độc Cô cung, chỉ kém Mộ Thanh. Sở dĩ cô ta phân rõ giới hạn với Mộ Thanh ở trước mặt mọi người, cũng là vì ý nghĩ này. Mặc dù trong lòng có chút kích động, nhưng Thu Linh vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói, "Minh anh, anh đang suy nghĩ nhiều rồi." Sở dĩ tôi nói ra câu này là tôi không thể chịu được việc cô ấy không quan tâm đến thể diện của Độc Cô cung chúng ta. Về phần vị trí thánh nữ là do công chủ và các vị trưởng lão quyết định ngoặc kép. Thanh niên áo đen tên Minh Anh lắc đầu, thầm nghĩ, mộ thanh tâm tính đơn thuần, Thu Linh mặc dù nhìn thì có vẻ ngây thơ nhưng nội tâm của cô ta lại rất nham hiểm dối trá. Hai người này có thể làm bạn với nhau thật đúng là kỳ lạ. Đối với biểu tình của Thu Linh, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa anh ta đã biết Thu Linh nhiều năm như vậy, cũng có thể đoán ra được đại khái suy nghĩ của cô ta. Nhưng vì thể diện, anh ta không thể trực diện nói ra. Minh Anh lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ này, hỏi Thu Linh, cô luyện thành thức thứ hai của đồ ngư long chưa? Vẻ mặt của Thu Linh tối sầm lại, cô ta lắc đầu, nói, không có. Không lẽ anh đã luyện thành rồi à? Minh Anh cười khổ nói, làm sao có thể chứ? Đồ ngư long là một trong những bài công pháp khó nhất trong độc cô cung chúng ta, yêu cầu rất cao đối với linh hồn. Luyện thành thức thứ ba thì có thể đạt đến ngưỡng cửa bác sĩ cấp 7 rồi. Mộ Thanh là người có thiên phú trong số chúng ta, mà cô ấy chỉ mới luyện thành thức thứ hai thôi đấy. Vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở nên nghiêm nghị, anh ta nói, "Nhưng trong tương lai, Mộ Thanh sẽ không phải là người duy nhất. Tôi vừa nghe từ nhà họ Nguyên rằng Nguyên Vĩnh Phát dường như cũng đã luyện thành thức thứ hai." Chương 2390 quả nhiên là thức thứ hai của Ngư Long Đồ. Minh Anh vừa nói xong, ngay lập tức nghe thấy tiếng cười lớn truyền tới. "Minh Anh, Thu Linh" hai đứa đã ở đây rồi nguyên vĩnh phát đưa một đám người đi tới chỗ hai người họ chào anh phát ạ à. thu linh cất tiếng chào hỏi còn minh anh chỉ gật nhẹ nguyên vĩnh phát đi tới trước mặt hai người họ đánh giá cả hai cất giọng điệu trưởng bối dậy dỗ bể dưới hai người các em nên cố gắng nhiều vào đừng để bị anh vượt xa quá anh đã luyện thành công thức thứ hai của long ngư đồ rồi các em có gì không hiểu có thể tới hỏi anh minh anh và thu linh nhìn nhau vẻ mặt tỏ ra kiểu quả nhiên là vậy mộ thanh nguyên vĩnh phát thu linh và minh anh bốn người họ đều là bốn đệ tử có thiên phú tốt nhất của độc cô cung biết rất rõ về đôi bên nguyên vĩnh phát bá đạo làm việc phách lối điều này dường như đã trở thành thứ bọn họ cùng hiểu bọn họ đều có sự dạy bảo của các sư phụ và người trong nhà đương nhiên sẽ không đi xin nguyên vĩnh phát chỉ bảo vậy thì quá mất mặt rồi nhưng lúc này nguyên vĩnh phát đã nói vậy rồi thu linh cũng khách sáo đáp nói không chừng sau này thực sự sẽ phải làm phiền anh phát rồi ai biết nguyên vĩnh phát lại cười ha ha nói không phiền thiên phú anh đây cao hơn các em một chút chỉ điểm các em tí cũng là điều nên làm thu linh và minh anh cùng lúc hơi nhếch nhếch khóe miệng tên này thật đúng là tự sướng quá thu linh nói anh phát có tấm lòng thật rộng lượng nguyên vĩnh phát đáp chọn ngày không bằng động ngày, hôm nay anh sẽ thể hiện một tí thức thứ hai của ngư long đồ cho hai đứa các em xem. Nói xong, mười mấy luồng sáng bạc bay ra từ trong tay áo Nguyên Vĩnh Phát. Vèo vèo vèo. Ánh sáng bạc nhảy múa trong không trung, biến thành một con cá lớn. Vảy cá vô cùng rõ ràng, không ngừng lóe sáng mà biến đổi dưới ánh trăng chiếu rọi. Quả nhiên là thức thứ hai của ngư long đồ. Trong lòng hai người Thu Linh và Minh Anh bỗng căng thẳng hẳn vốn dĩ mộ thanh là đệ tử hàng đầu trong đám đệ tử của độc cô cung minh anh thu linh với nguyên vĩnh phát đứng thứ hai nhưng bây giờ nguyên vĩnh phát đã đột phá vượt qua bọn họ có hy vọng tranh vị trí cung chủ tương lai của độc cô cung với mộ thanh may mà mộ thanh dẫn tên đàn ông kia về tự hủy mất tương lai đã không còn hy vọng có thể tranh chấp vị trí cung chủ chỉ cần anh đây mau chóng luyện thức thứ hai của ngư long đồ thành công tương lai tất nhiên không phải là không có hy vọng Thu Linh với Minh Anh đồng thời nghĩ tới, thiên phú của mộ thanh quá cao vượt qua họ rất nhiều, có thể nói là bọn họ không thể so bì được. Nhưng Nguyên Vĩnh Phát thì không giống vậy, thiên phú của anh ta nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn hai người họ một tí, hai người đều nghĩ có cơ hội để vượt qua được. Thánh nữ mộ thanh, cô cũng tới đây đi, cô đã sớm mà luyện được thức thứ hai của Ngư Long Đồ, không bằng chỉ bảo tôi tí đê. Audio điện tử võ tấn bền